Cái bật lửa này là cái bật lửa siêu to khổng lồ khảm xà cừ nha anh. Đó, nó là bán tự động, anh nào mà thích siêu to khổng lồ, thích độc, thích ném bò bò chết luôn thì lấy cái này ha. Đó, cái này siêu to khổng lồ, nó là bán tự động khảm xà cừ toàn thân nha. Là nó to nè, nó to, đây là bàn tay của em, nó to như vậy ha, nó rất là to nha. Đó, nó rất là to. Con này là của Mỹ nha anh, bán tự động Mỹ nha, ốc của nó là ốc vặn tay. Đó, có thể bằng tua vít bằng tay luôn. Đó, bán tự động Mỹ nha. Nó khảm xà cừ ngay chỗ đây, nó có rớt miếng xà cừ một chút xíu nè, mấy anh đi biển anh tìm miếng xà cừ mà anh rắc dán vô ha, hoặc là để đây khi nào em có miếng xà cừ em dán, không thì mấy anh lấy về mấy anh đi biển á, mà đi biển chơi lấy miếng xà cừ, xin miếng xà cừ hay lụm miếng xà cừ gì đó dán lại ha. Đó, rất là đẹp, khảm xà cừ toàn thân nha, rất là đẹp luôn. Anh nào mà thích to đây, to như vậy nè, nó to như vậy nè, rất là to luôn ha. Đây là cái điện thoại đi ha, đây là cái điện thoại của em thì nó to như cái điện đó, nó to như vậy nè. Đó, thì anh giữ hình dễ hình dung ha. Cái này ném trâu trâu chết luôn chứ đừng có ném người. Cái này của Mỹ nha, anh nào thích to siêu to khổng lồ thì lấy ha.